món siêu tầm này thì đây đang test cho một bác khách nhé. Bác ấy chọn em siêu tầm cho bác cái combo 3 món này. Đầu tiên này, anh em nhìn nhé. Âm ly Pioneer 7082 này, Tuner 7082 này và Quai Y7 đều là của Pioneer hết nha. Anh em nhìn đều rất là đẹp. Vừa rồi thì có test về cặp bài. Anh em đừng có hỏi vì sao mà một chiếc âm ly nhỏ mà có thể chơi được những cặp loa to này nhé. Bởi vì đơn giản nó là cái cặp huyền thoại rồi. 7082, 155W thôi. Nhưng mà thậm chí những cặp loa bass 40 nó đánh vẫn tốt. Âm sắc hay. Đấy. Nguyên 3 món này giao lưu bác là 16 mấy nhé? 16 bảy, 3 món. Đấy. Các bác nhìn lúc đầu khi mà bật ý, thì là đèn các bác nhìn, nó, ví dụ equalizer nó sẽ rông một bên. Này, đánh test từ iPad nha. Này, tắt tiếng đi đã, để bật lên. Đấy, rông một bên. Cái loại này nó là đèn một bên, anh em phải nhìn thế này này. Nhiều người không biết, cứ nghĩ là nó đèn hai bên. Đèn hai bên là phục vụ nếu mà trường hợp mà bên này là led, bên này là rai. Còn đây là đèn một bên thôi nhé. Đây là sút, còn đây là tape. Tape, các bác cầm tape thì nó mới lên đường này. Còn cầm sút lên đường này nhé. Nó chỉ rông một bên như này. Đấy, chứ không phải là led rai nhé. Nhiều bác không hiểu hình dung như thế. Đây này, các bạn nhìn volume của tape này, volume của sút này. Đấy, để nhớ như vậy. Còn tuner thì đèn nó sẽ không vẩy nhé. Tuner thì gì? Tuner nó là chỉ đây là cái đèn báo sóng. Đấy, đèn báo sóng. Còn cái đèn này thì nó sẽ vẩy này. Đó. Đèn này thì nó sẽ vẩy. Bởi vì mình đang quay cho nên mình không bật tiếng lên nữa để tránh bị bản quyền. Đấy. Đây là ghép và chọn cho bác rất đẹp, bởi vì các bác có thể thấy đằng sau số về rất là nhiều 7082 tuner. Đấy. Nhưng mà equalizer này thì về được chỉ 3-4 chiếc thôi, không được nhiều. Đấy. Thì chọn cho bác cái bộ này rất là đẹp rồi. Tí nữa sẽ tháo nội thất quay cho bác cho nó cẩn thận. Đấy. Rất đẹp nhé. Sơn zin hết, mặt mũi đẹp. Những cái đồ này mặt phải nhôm các bác hình dung mấy chục năm này. Mà shop tuyển chọn hàng rất là đẹp nhé. Đó, các bác nào quan tâm mà cầu hình như này nữa thì shop vẫn còn. Shop nếu mà để mà ghép được một bộ 3 món này thì chắc được khoảng 3-4 bộ nữa là hết. Đấy, các bác quan tâm liên hệ shop nhé. Cảm ơn các bác.